Rồi xin trọng kính chào toàn thể quý vị các anh chị em. Anh chị em nhìn thấy trên màn hình đó là nó hơi bị ấy đấy chút xíu, do là cái mùa Đại Hội Võ Lâm mùa này là Dương sẽ đăng ký giải song đấu và giải tứ đấu, tức là đánh 2 người và đánh bốn người. Thì cái giải đánh 2 người này đó, cái màn hình ở bên phải anh em thấy ở dưới, cái màn hình nhỏ ở dưới á, là Dương sử dụng cái điện thoại để đánh cái mùa giải này. Còn cái màn hình ở trên đó là của server bên chị Liên, cái chị mà hay cho mình mượn để review về mở giới hạn cấp mà đập gương đồ bla bla kiểu đó, đó là cái của chị đó. Sở dĩ là mình quýnh 2 ạc một lúc như vậy á, tức là chị nói là chị không biết BK Đoàn Thị, nhưng mà mình nghĩ á, tại vì bên chị là mở giới hạn tông sư 2 rồi, còn bên Jun đang ở giới hạn cấp 199, đợi 40 mấy ngày nữa thì nó mở giới hạn tông sư 1 đó, cho nên là mình có mật mình có làm cái mấy cái clip mà mình mở gương của chị rồi đó. Mình cảm thấy là cái ạc của chị thích hợp về Đoàn Thị hơn đó, cái việc chị mới nói là tao không biết của Đoàn Thị, mày quýnh giùm tao đi. Cái mình mới nói là em cũng quýnh giải xong đấu gì, cái nói xong đấu mình chơi Dương Môn mà phải không? Chơi Dương Môn, Dương Môn thì đâu cần BK nhiều đâu. Nói dễ lắm, để giờ cái nói tới nói lui gì bả đòi về Thiên Sơn, mà Thiên Sơn trong cái mùa giải xong đấu này anh em cũng thấy rồi đó, nó không có cái tỷ lệ thắng cao mấy ha, cho nên là buộc mình phải đánh 2 ạc vậy luôn ha. Thì cái nội dung của clip này nó có chỉnh sửa hình ảnh thôi, còn nội dung ở đó là đúng là mình đánh đó, không có dàn dựng gì hết trơn nha, chỉ dàn dựng về mặt hình ảnh đó nha. Cho nên là rồi chúng ta sẽ đợi ha. Thì cái cách đầu tiên anh em mình cũng nhìn thấy nãy giờ là Dương hay bật đồng hành lên là boss vô kinh tổ đội để coi có đồng hành này có quần thể kim cang á, mình đeo vô ở thì khi mình quýnh xong đấu á, là mình sẽ được đem một đồng hành bất kỳ trên người theo, đem một bất kỳ đồng hành nào đang xuất trận theo, cho nên là nếu nó có quần thể kim cang thì mình cũng được hưởng cái quần thể kim cang trong vòng 4 giây, nó miễn sát thương luôn thì nó lời hơn. Thì còn 40 mấy giây là vô quýnh đúng không? Cho cái clip này là nó tổng cộng là 27 phút thôi, thì mình lỡ dàn dựng rồi thôi thì mình rút ngắn thời gian cho nó nhanh, cho anh em coi cho nhanh luôn đi ha. Rồi rút ngắn xuống là còn tầm rồi vô quýnh luôn nè. Thì cái trận đầu tiên là nó khá dễ dàng, cái trận dưới đây là 10 ạc cao của mình là 19 18m mấy, còn cho chi là 21m đánh một con thì nhẹ nhàng thôi. Đoàn Thị sẽ chặt cái 1 ha, còn ở dưới là Thần Cơ và Dương Môn cũng chặt cái 1 luôn. Đoàn Thị Cái Bang là cái đội hình của trên ở trên nha, đội hình tông sư 2 nha, tông sư bậc 2 tức là tông sư 11 cho tới 19 á. Của mình là cấp giới hạn 99 ha, chưa có mở cấp full cấp luôn đó. Thì cái trận đầu tiên là đánh khá là dễ phải không, cho nên là cho dù cầm 2 máy cũng dễ. BK bản thân của Jun thì không có nhận là mình BK hay là gì đâu, mà cầm lúc 2 con, nhưng mà số phận nó đưa đẩy mà, cho nên là mình cầm lúc 2 con luôn. Rồi giờ rút ngắn cho nó nhanh luôn ha, mất công đợi 2 phút thì anh em đợi lâu, với lại vòng 2 phút này Jun cũng không biết nói gì hết, mà bật nhạc mất công anh em nghe lại chán rồi lại buồn ngủ nữa, cho nên là rút ngắn luôn. Thì còn 1 tiếng nữa là nó diễn ra cái ngày thứ 2 của giải đấu, nếu xong đấu Võ Lâm Đại Hội mùa này, nhưng mà chắc là để tam đấu rồi. Jun lại sao tam đấu là chị Liên chị đánh giải tam đấu, còn Jun đánh tứ đấu đúng không? Cho nên là để ngày mai ngày mốt gì đi mình like mình nói chuyện với anh em. Cái nếu cái tại sao Jun không like luôn là do tốc độ đường truyền hả? Anh em cũng nhìn thấy cái tỷ lệ khung hình khác nhau, một cái là xài iPad, một cái xài iPhone, cho nên là nó cái tỷ lệ ghi hình nó cũng không giống nhau. Với lại cái đó, cái thứ nhất nó về mặt thiết bị, cái thứ hai là hôm qua là đang ở trên công ty nữa, hôm nay là thứ bảy mới không về, kêu anh edit, anh edit đại vậy, anh nói là sắp xếp như vậy là đẹp lắm rồi để Jun, chứ anh không có biết làm sao nữa. Ok, được, cũng không làm khó anh editor được, cho nên nó là cái đó là cái gì về mặt thiết bị thôi. Coi gì cái mặt wifi đường truyền nữa, anh em cũng biết cái mạng công ty nó sida nó sukana lắm, cho nên là thôi mình làm cái clip quay lại cho anh em coi. Còn giải tam đấu thì nhiều khi mình đang đánh nặc này, đánh nặc cao này, đánh nặc cao kia, xong rồi mình phải like lên, rồi mình phải kết nối vô máy vi tính của mình nữa, rồi mình, tốc độ đường truyền nó là yếu nữa, được không nói chuyện với anh em được lại bực mình thêm. Rồi thì cái đội hình ở trên đánh Alibum hình như là top 1 bên server bên kia đó, cho nên là để coi quýnh nổi không. Rồi nó lắc bà nó luôn rồi. Còn cái ở dưới là quá dễ rồi, quýnh 1 người thôi thì 2 chọi 1 không chọc cũng què mà. Chết que luôn. Cái ông Alibum ổng khá là mạnh chứ vẫn chơi đâu, ổng cũng ngang ngửa Bukago bên server của mình đấy. Đầu tư cũng khá là nhiều tiền chứ không giỡn đâu, cho nên là gặp cái đội hình đó thì mình cũng ăn hành sắp mặt nữa. Trận thắng trận thua lại đó, thấy BK nó cũng không đến nổi ha. Ngắn thời gian luôn cho nó nhanh. Đợi thì lâu lắm nhưng mà anh em cũng thấy không, sang đánh nó rất là nhanh mà đợi thì nó lâu, sang băng nhanh lắm. Thì đánh Đại Hội Võ Lâm này á, nếu mà thấy kèo chắc thua rồi đó thì để nó thua luôn đi, tại vì mình tính theo thời giờ mà, nhiều khi bằng trận mà tính theo thời gian giống như Hoa Sơn Luận Kiếm, như nó nhiều khi mình ít thời gian hơn, mình lại được vô vòng trong cái bằng ngang số trận nó tức dữ lắm, cho nên là nếu mà nhắm kèo thua cho thua luôn đi, đừng có nhây như nhây hết giờ cái tự nhiên tính mình thì bị tính hết 1 phút mấy, 2 phút mấy, lệch với mấy cái team kia, tự nhiên nhiều lúc hơn nhau có 1-2 giây, chứ khi lên hơn cái 1 phút mấy nó bị mất đi vòng 16, cho nên phí ha, phí chiếc dầu đỏ. Cái đó là mấy cái kinh nghiệm của bản thân mình muốn chia sẻ cho anh em tham gia đại hội mùa này ha. Cái Đại Hội Võ Lâm này nó nửa năm có 1 lần mà, đánh tới mùa này cũng mùa 5, mùa 6 gì rồi, anh em cũng nhiều kinh nghiệm rồi, với mình nói với anh em rồi xong. Cái trận trên thấy tỷ lệ thắng cao hơn, ở cái trận dưới tỷ lệ thắng nó thấp nè. Đó không có cái quần thể kim cang vô nó đỡ bị sát thương 4 giây đầu, chứ trận nào ở trên thắng nhẹ nhàng lắm, còn trận dưới quýnh hơi cực nha. Thì mình chơi Thần Cơ với Dương Môn, bên kia hai cái bang đường nào ăn à, thôi thì khỏi nhây luôn đi ha, quýnh mình quýnh đến giờ không thấm được miếng máu nào của người ta luôn rồi, cho tự sát luôn cho rồi à, nãy vừa nói bây giờ có thị phạm cho anh chị em xem luôn. Cái team nhân trần này cũng mạnh bên server mình nha, chứ không giỡn đâu, 20 mấy mờ mà mình mới 18 mờ, cho nên thôi sang băng luôn cho nó nhanh. 1 phút rưỡi, 1 phút 3 mấy, 6 36 giây, 1 giây đi, tầm 11 giây là vừa. Có HV Bukago, nếu mà mình đang quýnh vậy xong đấu mà đâu có vô nói chuyện được đâu. Rồi vô quýnh thì bên kia 12 với 14 m dễ rồi, hai cái chừng này có thể ăn. Chừng trên thả nhẹ nhàng, thả ô tô cũng được luôn, nhưng mà nó có 4 giây miễn sát thương, cho nên là khoan thả ô tô 4 giây sau hẳn thả cái đó. Chừng dưới như quýnh không lại rồi. Ông này là top 2 server mình, còn trận trên là thắng dễ dàng quá ha, cho nên là thôi, trận dưới này thấy thua rồi đó. Quýnh không nhập máu người ta, chuyện thuyết 2-3 sao chịu, mình không có sao nào. Bởi vậy bồ mình còn vô xong nữa chứ. Đánh không nhập máu rồi thôi nhả luôn, chứ mất công. Tại vì đánh Đại Hội Võ Lâm á, mà chúng ta sẽ đánh được full 20 trận đúng không? Mỗi một cái khung giờ chúng ta sẽ đánh được 9 trận. Cho nên 9 nhân 4 là 36 trận, nhưng mà chỉ đánh được tối đa 20 trận thôi, cho nên là mình dư tới 16 trận lần, cho nên là không có gấp. À, nhiều khi thua cao lắm, nếu mà anh em cái tỷ lệ thắng tầm 15 trận thôi. À, thua 4 trận hơi nhiều, không thấm từng 13-14 trận thôi là mình thấy mình vô được vòng 16 rồi, cho nên là không có gấp gáp gì, thua 2-3 trận nó không vấn đề gì đâu. Đang băng luôn cho nhanh đi ha. Đánh được gần nửa tiếng đồng hồ nhưng mà ghi hình chắc không tới 10 phút đâu. Thì dạo này có nhiều bạn hỏi là sao anh lại ra một cái clip gọi là nó khá là ngắn, thì em cũng nhìn thấy á, khi mà edit lại anh edit store ảnh làm tới mấy tiếng đồng hồ lần đó, chứ không phải là anh em thấy 10 phút đó, nhưng mà anh là phải làm tới mười mấy tiếng đồng hồ, với lại anh còn công việc của ảnh nữa, cho nên là mình cũng không hối người ta được. Với lại Dương đang mở rộng ekip, anh cũng biết mà ekip của Dương là hiện tại là đã đến ngoài 1, 2, 3, 4, 5 người rồi, cho nên là nó sẽ gọi là người này xong tới người kia. Ở trước là có mình Dương làm, mà còn bây giờ nhiều người làm thì nó chuyên nghiệp hơn, nhưng mà nó rút ngắn lại cái thời giờ đó, tại vì nó lượt đi những cái gâu ghi gồm gà đó, cho nên là nó ngắn lại rất là nhiều, cho nên là anh em hãy dùng cái thời gian đó dành cho nó, sử dụng nó gọi là bên cạnh người mình thương yêu nhiều hơn ha, đỡ mất công lên coi YouTube đồ. Jun thì nếu là Jun mất cái tiền quảng cáo đó rồi đó, nhưng mà thôi để anh em có thời gian bên gia đình mình nhiều hơn, đó là điều chơi hơn chứ, đúng không? Rồi bắt đầu vô quýnh tiếp nha. Đang quýnh trận thứ 5 nha. Tại sao cái màn hình ở trên lúc nào nó cũng lệch? 20 m với 17 m, dưới đây là 2 con 10 m, 11 m ấy, hang trường ca luôn. Trường ca hay bị thiên Thần Cơ Quốc Anh ở trên quýnh PK trên trước. Bé xinh. Tại sao mình không kêu anh edit store ảnh bên đây đang nghỉ, bên kia quýnh đi để mình dễ nói chuyện hơn đúng không? Khởi sợ hơi lỡ làm mà làm luôn đi chứ hành ông editor tội nghiệp không, đúng không? Phải chi bên đây đang nghỉ giả lao nè, bên đây quýnh, bên kia nghỉ giả lao thấy ok hơn không? Nhưng mà mất công hành ổng quá, ổng làm cái clip này về ổng sắp xếp rồi tội ổng. Thôi lỡ rồi, chơi luôn đi. Đang có chừng 6 cho nên mình không mình nghĩ như vậy á, mình sẽ rút ngắn được nhiều thời gian cho anh chị em hơn. Nó nhiều khi nó lại vô tình đi, nó được cái nghĩ tốt cho những người xung quanh mình hơn. 20 giây đi ha, đợi 20 giây đi, đợi 20 giây cũng đỡ hơn đợi 2 phút rồi đúng không? Ok, mà chèn cái logo bự tổ bố trên kia thì cái ý của anh ở store thì anh nói đó là thôi chèn lên cho nó đỡ trống. Chứ anh cũng thấy cái logo bự chà bá gì nó cũng hơi chướng con mắt, nhưng mà thôi để trống, để trống nó bực mình lắm. Rồi bên kia 29 30m rồi, chừng trên thu rồi đó, chừng dưới. Thì ở trên chắc thả auto thôi, chừng quýnh chừng ở dưới nè. Hình như lúc đó là mình cũng thả trên auto luôn, quýnh chừng dưới tại vì thấy không có đường ăn. Nó 30m mình mới 21m. Ông tắp phát chết queo luôn. Không có đường nào ăn ở trên hết, chừng dưới quýnh BK hơi mệt mỏi chút xíu ha. Đào qua đứng từ xa rỉa nha, tôi thấy ông rỉa từ xa rồi. Bắt đầu là mình tính về Ngami, mình nghĩ cái ông lão già trong tim mình chơi thần cơ, chắc thần cơ cũng ngon lắm, hơn là mình chưa về Ngami, chắc hai đứa ăn hành sắp mặt luôn đó. Là bắt đầu vậy nè, là nghĩ là thần cơ kêu chim này nọ ha, rồi cùng là ông mới hết máu mà ông chạy rồi mình bơm máu đồ, mà dù sao Ngami nó cái thuộc tính của nó cũng trâu sẵn, mình cũng nghĩ vậy ha, nhưng mà về sau cái nếu mà mình đổi về Ngami cái lỡ ổng không trâu nhưng mình tưởng, cái mình phải đợi 3 ngày sau hết mùa giải xong đấu rồi. Cái giờ phải làm gì, cái suy nghĩ thôi cứ để Dương Môn trước đi ha, cùng lắm thì gặp hai cái bang thì chịu khó ăn hành giống tim nãy thôi. Cái cuối cùng vô hơn đó nha, hơn là mình không đổi phái, chứ mình đổi phái nãy giờ thua Summer luôn. Nếu mà về Ngami về Đoàn Thị ok hơn, Đoàn Thị đóng lòng thì nói chưa một cái tip cho anh chị em biết luôn là thần cơ khi mà chiêu chim á thì nó không thoát ra được cái lòng nha, không thoát được cái lòng của Đoàn Thị nha, cho nên là khi mà đóng lòng một cái là thần cơ đứng trong lòng luôn. Nếu mà anh em có đòi Dương Môn hoặc là Kim nữa chẳng hạn vô hút cái chết thần cơ giống dẫn chơi đâu. Thần cơ hiện tại thì cái đam nó đang rất là hỗn ở trên server Việt Nam của mình, còn bên server Trung Quốc thì đam nó ổn định rồi, do cái đợt chỉnh sửa của mấy môn phái kia lên đó thì cái đam của thần cơ nó không có ok mấy nữa, chứ còn hiện tại thì thần cơ rất là bá ở bên server Việt Nam của mình nha, khi mà lên đầy đủ ý kiếp, lên đủ tiệt học này nọ luôn á. Quên nữa, sáng ăn cho nó nhanh đi đúng không? Đợi tầm 20 giây đi, đợi tầm 20 giây là vừa rồi. Thì còn 1 tiếng nữa là chắc đỡ quýnh em mấy trận cuối nữa. Thì hy vọng là Jun up cái clip này kịp cho anh chị em xem. 7 giây. À, 25m, trời ơi căng thẳng gì, chơi quýnh cũng căng, dưới quýnh cũng căng. Chết Đoàn Thị, chết Đoàn Thị, chết Đoàn Thị, giỡn rồi. Tại vì cái lúc này là cái tâm lý của Jun không có ổn mấy, tại vì mình cũng hơi quán á, mình cứ nhìn ở trên nhìn dưới, nhìn trên nhìn dưới, sợ dưới thua cũng sợ trên thua nữa, cho nên là hơi quán, nhìn tới nhìn luôn, cái cuối cùng thua hai bên luôn. Tại vì tính ra là cái đội ở trên nó không đến nỗi mà gọi là thua cái team đó đâu, cái team Dương Môn Đường Môn nó không đến nỗi là thua đâu, nhưng mà tại vì nó hơi bị quán, tại vì nếu mà gặp một cái team mạnh ở trên, team yếu dưới hoặc là ngược lại nó rất là dễ, còn hoặc hai team yếu hết trơn thì mình quýnh tâm lý thoải mái lắm, nhưng mà hai team mạnh thì bắt đầu họ phải nhìn ở trên nhìn dưới, tại vì cầm cái iPhone cái iPad mà, cho nên là phải nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại, trong khi mình có 2 tay chứ đâu phải 3 đầu 6 tay đâu, cho nên là chứ thua chịu. trận thứ 8 rồi đó. 9 trận này thì cái clip này chỉ 9 trận thôi. Còn cái clip kia thì cái buổi tối thì đỡ hơn chút xíu, do buổi tối là có người quýnh giùm mình. Thì chị là nhờ em của chị quýnh giùm mình, cho nên là mình quýnh thoải mái bên trận kia lắm. Cái trận kia lỡ mà mình làm review cho nó dễ. Rồi giờ quýnh tiếp nè. Thì đúng không? Cái trận 18, 15 mà cái trận dưới này cũng hơi dễ, trận trên cũng hơi dễ tại vì nó lệch tầm 3m lực chiến cũng dễ ăn lắm. Quýnh trận trên, quýnh trận dưới. Bắn lục mạch vô. Không, nhồi ở trên, xong rồi đó, nhồi nữa xong rồi chạy xuống quýnh ở dưới là vừa. Xong trận trên mới quýnh thoải mái dưới nè. Dưới cũng chết hết người rồi. Nói cái trận như vậy mình cứ thoải mái tâm lý, mình cứ nó sao anh em dễ hiểu ta, nó vẫn trong tầm kiểm soát của mình. Còn cái trận nãy thì nó vượt quá kiểm soát rồi, cứ lo cái trên lo cái dưới, anh cũng nhìn thấy khi mà mình quýnh nó trên cái ở dưới nó đứng yên, với quýnh dưới nó trên là quýnh đứng yên, cái bắt đầu nó lại thua, bực mình chỗ đó đó. Hiện tại mình đang thắng được 5 trận, top cũng thắng tầm 5 trận cùng nhiêu. Như cái trận cuối này là có một cái gì đó nó hình như ảnh đi đón con ảnh đi học về á, cho nên là bên server chị Liên không có quýnh trận cuối, không có quýnh 8, chỉ đến 8 trên 16 trên 20 trận thôi, còn bên mình quýnh 9 trận. Bên server kia cũng quýnh cao lắm được 5 trận. Thắng 5 trận đi 9 trận, năng 5 trận cũng tầm đó à. Cho nên là mấy mình thua cũng đừng có nản quá, thì cũng đừng có câu giờ quá câu. Ok, biết là thua rồi đó, phá cho thôi luôn, mà phá thôi vô tình mình lỗ thôi. Cả hai bên đều lỗ hết, gặp mấy cái team khác nó bằng điểm nhau cái hai bên đều không vô. Tính như vậy nó không có vui. Anh em cũng nhìn thấy không, là làm kiểu liền ra. Còn cái live video về West notification đó là bấm cái chuông á, với lại subscribe là cái này có ảnh, nó là cái ảnh động đàng hoàng nha. Rồi cái clip sau mà khi mà anh editor cho anh em xem á thì nó dễ luôn. Còn cái khung nền xanh đó thì ở trong quay phim đó là người ta sử dụng phông xanh, thì vậy sao sẽ xóa được cái phông xanh đó. Rồi chẳng qua cái clip này cái clip thô quá, chứ không phải là cố tình để cái màu xanh để nó cháo lòi vậy đâu. Quýnh bên thôi thì nó dễ hơn đúng không? Thế nghĩ cái chỗ này ông phải bung cái màn hình bự lên cho mình. Chắc bận rộn quá không có coi nội dung của mình, chỉ để lại đại gì nữa. Ở kệ, dù sao cũng cảm ơn ảnh ha, giúp mình rồi quýnh trận cuối bắt đầu mình kết thúc clip luôn nha. Rồi để coi đăng kèo không đăng kèo thì lát hồi mình sẽ like cái trận kia, mà chắc có mấy trận à, gom 2 trận vô lúc luôn chứ like chi cực. Wow, quýnh với sát thủ ngạo thế 16m nha. Ngạo thế 16m giống giỡn đâu, ông này cũng trâu bò không đến nổi đâu. Rồi Dương Môn về Thiên Dương, Thần Cơ mình bị nhồi chết không giận đâu. Vậy ưu tiên đánh ông phá ông Đường Môn cái đã. Còn Thiên Vương thì bung khiên rồi, cho nên là Thiên Vương cũng từ từ cũng sao. Thiên Vương sẽ nhồi Thần Cơ đấy không? Nhồi Thần Cơ vô chết luôn. Ông đó anh em cũng nhìn thấy không? Ông này ông nội này ngạo thế nhưng mà ông khá là trâu bò giống giỡn. Gà đóng mìn để đó nhưng mà tôi và cả đồng giả bồ tôi còn đều thấy hết, cho nên không đập mìn, chứ đập mìn cũng nổ đóng cả khúc máu rồi. Ok. Rồi. Thì clip này như Jun sẽ kết thúc sớm đây ha. Thì cái nội dung của Jun làm chỉ tầm nhiêu đây thôi. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị. Mình là Jun, tới từ kênh Jun Kêu, các anh chị là một hội nhà quý báu của mình, và theo dõi clip này của Jun.